Hibiki Yuka đã tới rồi đây. Thì à, biết sao giờ, tự dưng cái Minh nó dở chứng vậy á chứ. Thôi thì coi như không có chuyện gì hết à. Ok. Hello. Hello dạ Marin nha. Ok. 11 phút lâu nhất trong cuộc đời hả? Cũng là 11 phút mà làm gì có lâu nhất. Dạ. Hay là thôi, được rồi, chắc là nó sẽ không có bị ngáo đá nữa đâu rồi thì. Ok. Ok, và hôm nay chúng ta sẽ chơi một con game cũng khá là rất là gì và này nọ. Ừ, không biết cái ngày đẹp đã có ai từng chơi con game này chưa ta. Rồi, chúng ta sẽ vô nha, vô nha. Ok. Ta ta. Chính là The Henry Stickmin, đúng không? Ừ. Chết rồi hả? Game này chắc cũng dễ đúng không? Ok. Có gì mà khó quá thì nhớ chỉ tay nhé nha. Ok. Để coi. Đột nhập nhà banh hả? Nhà băng. Ok, go, let's go, play. TNM, có một cái, một câu gì đó, hề hước. Quả giọng, à, Yuka sẽ đọc lại comment của bạn bằng quả giọng này hả, là sao? Ok, let's go. Dâu đắng, hello Yuka, hãy đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn, ok. Tin tưởng ở ta, cứ tin tưởng ở ta cái gì chứ mà lựa chọn đúng đắn là nghề của ta. À ha, let's go. Nhìn giống Ai Cập quá ha. Gia Bảo chúc chồng có một buổi stream thật bùng lỗ. Ok, hẳn là bùng lỗ. Nổ là phải xài bom cho nó nổ đúng không? Cái gì đây? Máy dịch chuyển hả? Bom, xẻn đào. Thì cắt laser hả? Wrecking ball. I came in like a wrecking ball. Rất là Miley Cyrus. Này là gì đây? Ngụy trang. Để coi. Là nó đang hỏi là ta sẽ đi vô, vượt qua cái bức tường này bằng cái gì đúng không? Bình thường mà muốn chui vô tường thì làm cái gì trời? Thì trong MV của Miley Cyrus thì có quả Ricky Ball nè, xong nó đập vào tường thì chúng ta chọn cái này ha. Ok, gì đây? Hi guys. Hi. Gì vậy? Ế? Sao lùi lại? Á? À? Vậy là sai rồi hả? Neko sama, I'm a jelly cat. TNM giúp tôi lên TV được không please? Hello Neko sama hả? Hello, chúc mừng đã được lên TV nha. Vậy là không có lịch vận chuyển hôm nay phải không? Rồi luôn. Mệt quá à, xài cái não coi cái con người quen này. Teleporter nha. Ok, chúng ta sẽ dịch chuyển tức thời. Go. Chắc chắn là dịch chuyển tức thời là phải chui vô được rồi đúng không? Lên anh. Lên. Let's go. What the hell?
Ủa là sao? Ủa gì vậy? À công nghệ mới hả? À là còn đang cải thiện, đây là công nghệ mới còn đang chờ cải thiện. Vậy cũng để vô nữa. Lừa ai vậy hả? Lừa, lừa không à. Mà chân nhỏ, Yuka sắp tới có membership không hả? Cái này cũng không biết nữa. Không. Như Quỳnh, Yuka ơi em thích Mai hả? Ok, tốt, được, thích là được. Membership thì hình như là phải sao đó mới được á. Ôi là trời ơi, công nghệ mới mà cũng để vô đây lừa người ta nữa là sao ta? Chưa hoàn thành cũng đem vô nữa. Laser là giống trong mấy cái phim điệp viên đồ phải không? Kiểu cắt nhưng mà thường người ta xài laser cắt tủ kính chứ đâu có ai xài laser mà cắt cái bức tường này đâu đúng không? Vậy thì cho nổ bom thì sao? Nên nổ bom nha. Go go go, chắc chắn là được. Đồ heo. Một xíu gì gọi là cẩn thận hết trơn vậy á nè. Quá đủ cho một cuộc tình rồi đó, rồi mắc gì cầm chiếc bom cũng rớt xuống nữa. Dior Brando hả? Xin em giúp Siro lên TV được không? Hello Sido, chào mừng Sido đã được lên TV. Hello. Bây giờ phải suy nghĩ kỹ thôi. Không lẽ bây giờ chui vô cái túi này ngồi. Thôi thì thử ngụy trang ha, mặc dù nhìn nó hơi ngu nhưng mà biết đâu được. Thì tại cái ông người quen này cũng khá là ngu mà ha. Gì đấy trời, cũng được luôn hả? Nhưng mà cái xe đó chạy từ dưới kia lên thì làm sao mà lại ha, ý là cái xe đó chạy từ dưới lên mà cái bao đó nằm ở trên mà chạy lên mà cũng kêu làm rớt được là sao ta? Đừng nói vô thiệt nha. Được rồi đúng không? Bao nó nằm ở trên cái xe chạy từ dưới lên mà cũng kêu làm rớt được hay. Đúng. Hèn chi người ta kêu trốn vượt ngục hả? Là phim hành động Mỹ hay cái gì vượt ngục? Are you free to go? Mất nết. Giỡn mặt hả? Hai quỷ. Giỡn mặt hả? À kiểm tra rồi hả? Thảo đúng không? Nhìn mặt kìa. Đồng minh á, đồng minh của ta đó, cái gì đẹp à? Mặt xạo quỷ. Gì đây? Lại máy dịch chuyển nữa hả? Thôi 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 hết tin rồi. Cái gì đây, cái khoang điện thoại gì trời, tự nhiên bị nhốt trong tù và gọi điện thoại cho ai? Bể phóng tên lửa hả? Cái gì này là gì, sao giống cái nhíp quá vậy? Hay là cái đồ mài mấy thanh sắt mà giống như trong mấy cái bộ phim vượt ngục, nước tăng lực
Trời đất ơi, uống nước tăng lực làm cái gì? Uống nước tăng lực làm cái gì vậy ta? À, để coi, bị nhốt trong tù thì chắc là cái này. The heo có phải lựa cửa nào nữa hả? Cửa sổ mà leo xuống thì chắc sao còn sống được nữa. Ôi là trời, hảo hán quá đi. Click hả? Chồng là tôi thi rất tốt. Ok, chúc mừng chúc mừng Neo. Ê, nói nghe nè. Phản xạ của ta rất là chậm, làm sao mà click thằng cha này kịp. Click. Sao vậy? Phải click khi nào nhở? Chúng ta phải click khi nào? Click vào cái mũi tên hả? Click khi nào? Nó hiện chữ click là click liền hay là chạy tới rồi mới click? Click chỗ mũi tên hả? Chậm. À, ok. Turkey hả? Tin em hãy cho tôi lên TV với, có thể tự hào cuộc sống mình có ý nghĩa. Hello. Cái tên nó đọc sao ta? Cái gì đây? Greenet. Cái ghế. Ở trong đây mình nổ bom thì chắc là ôm bom tự sát luôn. Chọn cái ghế nha. Hảo hán, hảo hán. Ok. Gì vậy? Mega Dragon Ghost Yuka Mini là cái gì? Yuka Mini là cái gì? Ok. Gì đây? Bít tông hả? Rốt là dây thần hả? Jetpack. Ok. Bây giờ bây giờ khoan, chúng ta phải chọn cái gì nó ngu ngu đúng không? Chọn cái ngu thì mới 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 thắng được. Tại vì theo như cái lý thuyết của cái game này là cái ông người quen này ông rất là ngu, nên là cũng phải chọn cái gì đó mà ngu ngu. Khang Nguyễn, Yuka ơi, nếu như tôi khóc khi nghĩ đến Mai thì tôi có bị điên không? Dù không liên quan đến buổi stream cho lắm nhưng nhờ Yuka tư vấn cho ạ. À, chết rồi. Giờ đang chơi game tư vấn hả? Thì không, sao khóc? Thì sao lại khóc? Đừng khóc, khi nghĩ tới ban mai thì phải cười chứ đúng không? Dù có trầm cảm nhưng vẫn phải nở một nụ cười trên môi vậy á. Chúc may mắn. Nói chung là không có phải bị điên đâu, yên tâm đi. Chỉ là một số cảm xúc kỳ lạ thôi mà. Ok, ta đã chọn Big Tom rồi nha. Ảo thật đó, dính lên được cả bờ tường cơ. Xin ban mai tin em là ai thế? Chồng Yuka không biết nữa. vậy là win rồi đó hả? Rồi giờ sao? Next đúng không? Game là dễ. Game là dễ.
gì đây, trộm kim cương. Mặt trăng nhỏ, Yuka ơi, mỗi tối tôi lại được rất nhiều người ngắm nhìn. Yuka không ghen chứ PS, lựu đạn với tôi còn không ăn thua, lấy kéo làm gì? À, vậy sao? Vậy là mặt trăng nhỏ có ý định ngoại tình sao? Hư quá, hư quá. Ủa cái gì vậy? Cái gì mới xảy ra á? Oh, sneaking a pristine. Cái nào ta? Đi vô thì phải đi lén lút đúng không? Ok, cứ lén lút từ từ thôi, bình tĩnh. Nào 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 nào. Ê, lại máy dịch chuyển nữa hả? Gì đây? Nón phản lực hả? Giày, giày nhảy cao, giày lò xo hả? À, cái cuốc hả? Máy hóa lỏng. À, trời ơi, chọn cái gì chơi? Lại một bức tường nữa rồi. Simon Ghost. Gáy khét quá hả? Gáy gì? À, ai gáy gì đâu? Ủa, alo? Ủa, alo? À, ta sẽ chọn cái này. Cơ. À, rồi luôn. Cái gì đây? Sao Alice in Wonderland hả? No. Oh no. Oh no. Oh no. Ông người quê bị ăn rồi hả? Oh no. Hello Hiền Võ, coi trễ rồi Yuka ơi, không sao. Có vô đi ngồi coi là được rồi nè. Nè coi tiếp còn mà. Ôi trời ơi. À, bị con sâu con giun gì đó ăn rồi. Bây giờ cái này thì sao ta? Nghĩa, dù chồng có bao nhiêu vợ thì tôi là vợ cả nhá. Mấy con vợ kia đừng có tranh. Cái này không biết à nha. Hên xui à nha. Cái gì đây? Ảo thật đấy. Oh my god. À, lừa người ta hả? Trời. Mất nết. Nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra hả? Ôi mất nết thiệt chứ. Ok. À, bây giờ ta sẽ chọn cái cuốc nha. Chú cá ốm. Hello chồng, hãy mắng em thay một lời chào đi. Mắng cái gì trời? Đồ hư đống. Ê, cái gì vậy? Sao cái con nó nhìn giống Minecraft quá vậy? Nghe con. Relax. We're partners, so I just wanted to know each other a little bit. Ok. Máy bay hay bom hả? Chế bom đi. Oh my god. What the hell? Triệu. Không nên trộm cắp. Trộm cắp là do lòng tham lam hay muốn sống được. Nữa hả?
À, có mặt trăng nhỏ thiếu ăn thế chắc đôi khi bị đau vai nhỉ, để tôi bóp vai cho để xem Dư Ca có hiểu ý không. Không, thấy là không rồi đó. Nè, tiến lên đi Pikachu. Về con quá trái banh nè, chọn gì giờ, ngoài hành tinh hả? Museum. Yeah, my god. It's over 9. Yeah. I'm leaving this to see I'm leaving this as an into your girlfriend. Just hit one of those buttons to deal with this pressing situation. Yeah. Who's watching TV? Get back to work. Whoa, sorry, shit. I'm going back to work. Okay. Yeah. Okay, cái gì đây? Trong tất cả bốn cái nút này thì mỗi cái nút này có màu đẹp nhất. Ủa cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Ế? Chị em, Trâm quyết định lên TV bán chuối hả? Gì vậy Trâm? Don't hit the light, bro, you can't fight. Don't do like this. Ế? Sao fail nữa hả? Cái nào? Này thì sao? Vệ tinh hả? Oh my god, gì á? Ê? Nữa? Ok, cái gì đây? Bấm dừng nữa hả? Ảo thật đấy. 1337. Cái gì? Sao tự nhiên làm phép tính? Oh my god, gì vậy? Ôi trời ơi. Cũng chết hả? Là sao? Gì kỳ vậy? FBI Sim đã donate 10 triệu. Thôi đừng trộm nữa, dẹp đi. Cầm 10 triệu này quay về tiếp tục làm bartender đi. Nhìn tội chồng tôi quá. Không, đã là ăn trộm thì phải làm cho tới chót. Gì vậy trời, ở trong phòng tắm làm gì vậy trời? Tình anh em kiểu này, Hidoto, những lúc như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. Nhấn nút Alt+F4. Ê, không dụ nha, xí hồi nãy còn cái này chưa bấm đúng không? Mặt trăng nhỏ, tôi nghe đâu cứ sau vài ngày Yuka có thêm cái trăm vợ, cứ như là bước đến cửa rước mấy em về hào quang của men chính. Đúng rồi, hào quang đó, hào quang đó. Hào quang của một vị thần. Chú cá ốm lên TV để được chồng đánh. Ôi trời đất ơi. Bình tĩnh nào, bình tĩnh lại.
Ê, rồi sao ở đây thành một đống hoang tàn rồi? Ủa vậy là cũng thắng nữa hả? Nó thành một đống hoang tàn là thắng hả? Tin em, Nguyễn Tiến Dũng, em muốn lên TV. Hello, Nguyễn Tiến Dũng, hello. Ủa? Vậy là thắng đó hả? Trời. Ê. Ngồi liền. Ngồi liền, ngồi liền, ngồi liền. Ok. Unique fails. Hết 10. Cái số này giả chắc luôn. Ai làm gì mà thua nhiều vậy? Xạo quỷ. Ai mà đâu mà thua gặp 10 lần. Xạo, xạo, xạo. Gì vậy? Ngủ quên nữa chứ. Ok. Con kìa, ai dùng quyết định thức dậy kìa. Gì vậy? Chóp gì vậy? Chóp đi ăn cướp hả? Hà Thanh Bình, Zuki Tori, chúc chồng có một buổi tối thật là vui vẻ. Ok, rất là vui vẻ luôn. Đây, rất là vui vẻ. Ừ. Vui vẻ cùng anh người quen ngu ngốc. tổ chức khủng bố hả? Tin em, Dio Brando, Dio lên TV để Muda Totaro. Muda, 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 Muda. Kono Dio da. Ê, tính ra cái tổ chức này cũng hợp với Yuka đó chứ. Ừ. Khủng bố là thấy hợp rồi. Sticky hair, earpiece, cannonball, rubber gun. Cái này thấy được nè. Ui, ảo thật đấy. Ui, vô thiệt luôn kìa, ảo thật đấy. Tin em, Sehana cư hả? Tin em là ai mà ai cũng muốn kêu lên TV là sao? Rồi, giờ hiểu chưa? Giờ hiểu lý do vì sao chưa? Sehana cư. Kìa, nhìn kìa, ta vừa mới đưa ra một lựa chọn thần sầu, thấy không? Lên luôn kìa. Bone and Jane, Zero Point. Bây giờ tao quyết định rồi, cứ cái nào mà nhìn ngu ngu thiểu năng là tao sẽ chọn cái đó. Cái này đúng không? Cái này nhìn thiểu năng nè. What the hell? À, trời ơi, làm sao? Ông nghĩ cái này thiểu năng hơn. Ê, vậy cũng được nữa hả? Rồi cái ông người que còn sống không á? Trời, còn sống luôn hả? Ô, ảo rồi. Ủa, sao xuống nhạc rồi? Fail, a winner is you. Hả? Người chiến thắng là bạn nhưng mà fail làm sao trời? Ủa gì vậy? Ủa là sao trời? Ủa? Còn cái nào khác đâu? Ê, hai cái này chọn hết rồi mà. Rồi giờ sao? Tin em, Rika Kiba, tin em cho Rika lên TV để đập thằng Riki. Ê, gì vậy? Không có lộn nha. Xin đừng đánh nhau, xin đừng cãi nhau, đừng xé áo nhau. Ôi trời ơi. Ê. 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 À. Lờ thật. Ừ, cái này thì sao? Nè. Nè, không có lừa nhau nữa nha. Ủa, cái đồng hồ hỏi làm cái gì? Ê? Phán. Rồi, hảo hán luôn. Rồi, hảo hán luôn.
nữa đây. Never shake your hand. Đừng nói xài cái đồng hồ nha. Cái đồng hồ làm cái gì? Khùng hả trời. Gì hả? Gì vậy trời? Ảo ma vậy? Ủa gì vậy? Cái gì vậy trời? Trời đất ơi. Thang máy. Vent. Among Us hay gì mà vent đây? Thì anh em, tôi không xin bởi vì thấy các bạn comment tội quá khi có những dòng chat rất ý nghĩa mà không được yêu cầu Yuka đọc, nên tôi TNM sẽ giúp bạn. Thật là tốt bụng quá đi, trời ơi. Chúng ta còn phải yêu quý TNM nhiều hơn nữa nha các người đẹp. Đó là hảo bằng hữu của các người đẹp đó. Máy tính, thằng máy. Chui ống đi, cho giống Among Us. What the hell? Kiểu dẻo hả? Bút chì ma thuật lý thức teleporter nữa. Không, nhìn kiểu dẻo ngu nhất là chọn kiểu dẻo em. Cái gì á? Thấy không phải lúc nào cũng ngu được ha. Vậy là muốn chì thì sao? Cái gì vậy trời? Giỡn mặt hả? Tổ hả? Hay tổ game thiểu năng? Trời ơi là trời. Ta vẽ nó ra xong rồi nó phản bội ta kìa. Ok, ta sẽ tin tưởng máy dịch chuyển như lần này. Hey, đi đâu đây? Let's go. Gì ở vô nhà trắng hả? Má ơi. Trời đất quỷ thần ơi. Gì vậy ta? Hả? Sao cái ông này cứ đập đầu đập đồ mà vẫn không chết ha? Vậy mà chết vì mấy cái lý do nhảm thiệt chứ. Ê, vô cứu bồ hả? Let's go. Hack. Hack đi. Xịn dữ. What the hell? Còn đang tưởng là cũng có nghề chứ mà sao bị giật điện rồi. TNM, hãy comment thật ý nghĩa như hỏi thăm gì đó mấy men. Cứ comment TNM cho tôi lên TV thì không có ý nghĩa. Gì trời. Cái này thì sao? Trời ơi, thiểu năng quá em ơi. Gia bảo tôi bị thiểu năng. Ai rồi cũng thiểu năng. Ê. Nhìn như một thằng ngu. Xin lỗi được chưa? Trời ơi. Còn cái nào chưa chọn nhở? Chết rồi, quên mất rồi, nãy ta chọn cái này hay cái này. Miếp hả? Nhờn. Nhờn gì? Ai nhờn gì đâu. Hồi nãy mới chọn cái nào á, tao quên mất tiêu rồi. Cái này phải không? Chết rồi, quên luôn rồi, dạ sao giờ? Ê, ai cứu tao với, tao quên mất nãy tao chọn nào rồi. Ê. Còn cái này hả? Ok. Trời, cái gì vậy trời? Cha nào đấy? Người quen riêu.
Ê, vậy cũng được nữa hả? Shrink and grow, claw pack, gravity. Này đi. Vậy thì cái này. Cái gì vậy trời? Rồi thôi rồi xong rồi luôn. Trời ơi, chọn cái gì vậy trời? Cái dù hả? Sao TNM Yuka đáng đúng TNM là ai donate 10 triệu. Sao đáng được trời ơi. Để đáng nha. Như là hôm bữa TNM có kêu là lần đầu đến xem Yuka. Fox Azami, TNM không thấy tôi thì tôi tự lên TV chào Yuka nhé. Ok, hello Azami, chúc Azami có một buổi tối vui vẻ. Thì hôm bữa có kêu là lần đầu vô coi thì chắc là Human Tachi đúng không? Đúng chưa? Quá thông minh luôn. Nào, chơi mai rùa thôi. Let's go. Vũ khí hạng nặng. Bây giờ làm rồi hả? Oh my god. Miếp hả? Xin lỗi nha. Bị lú rồi. Ok. Chào miếp nha. Oh sorry. Sorry. Cái dù hả? Cái gì vậy trời? Không mà muỗng đầy đường hả? Ôi trời ơi, cái gì vậy? Có bị tụt huyết áp đâu? Duy! Chết rồi! Chết rồi! Xin lỗi Duy nhiều! Chết rồi! Cái gì vậy ta? Lucas! Hello chồng yêu mama chùa chùa hả? Ừ! Không! Tạm thời không nhận... không tạm thời không nhận nụ hôn nha! Vợ đã bị ta khước từ... không! Không! Giống siêu nhân quá. Buffer man, let's go. Bang 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 bang. Wilson, we gotta get out of here. We got chaos at our front doorstep. We're not built to deal with this man. So, evacuate everyone. Okay, I can take care of this. Ơ trời, con phải chọn đĩa nữa hả? Cái gì vậy trời? Tại sao vậy? Tại sao cần? Để coi, chúng ta có L-cut, DB, cái gì? Type hả? Còn cái đĩa không có tên. Ok, chọn cái này. Này thì giống phim thần thoại đi nè. Cố lên, cố lên, sắp thắng rồi. Name
Chúc Yuka và các anh em ngủ ngon. Em sủi stream đây hả? Ủa, đang chơi game mà sao đi chúc ngủ ngon? Á, đang chơi game mà sao đi chúc ngủ ngon ta? Để không có tên bị hư. Chẳng hay nha. Bung 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 bong. À, mạnh dữ. Ưa. Trời, còn ngồi đây nghe nhạc chiêu nữa chứ. Goodbye nữa hả? Ủa, là tự sát luôn hả? Vậy là fail hả? Trời ơi, cái con game này. Ok, giờ thì cái này thì sao? Mip Spike Valorant hả? Là gì á? Là gì á? cũng phim nữa hả? Ok, lần cuối nè. Trời, nhìn như Avengers vậy. Giờ đi dây xích nữa. Rapper hả? Snoop Dogg. Giờ làm bài rap anh ơi. Giờ ha ha ha. À, là trái bom ở trong game Valorant hả? Ờ. Ok. What is Ken? Ok. Let him go. What? What? We got that kid for it. It's no worse than trouble. Oh. Yay! Tuyệt vời. Chúc mừng anh người que. Ending 1/4 là còn tận 3 cái ending khác luôn hả? Ừ. Mặt trăng nhỏ, Yuka là thần thật đấy nhưng là tà thần. Hả? Ai tà hồi nào? Nhìn đi. Tâm ta rất là thiệt, ok. Không phải tà thần đâu, ta là... Chắc là đi hơi xa. Gì vậy? Chết rồi, cái gì đây? Ừ. Oh, bị bắt rồi. Welcome. Nhìn giống như mấy cái phim mà rèn luyện mà kung fu đồ ha. Có một ông thầy có râu đồ, xong rồi đến đây bắt đầu luyện võ rồi đi chiến đấu. Lucas gì, tâm thiện thì không ai dùng kéo để dạy cái vợ cả chồng ơi không? Cái đó không phải dạy các vợ đâu. Ta chỉ làm như vậy với những người nào mà dám ngoại tình thôi mà. Tại vì các người đẹp đó cứ nhắc tên người chồng nào khác đó. Là ta đâu có dạ hết tất cả đâu. Ta chỉ cảnh cáo với những ai đã đi ngoại tình rồi thôi. Ok. Ok. Nhưng mà hôm đó chắc cũng có một số vợ cũng phải ngồi hứng theo những cái con người đi ngoại tình đó đúng không? Sorry. Các vợ đã vất vả rồi. Nhưng mà không sao, nghe đi cho quen. Nghe cho biết trước để khỏi phải phạm phải những sai lầm tương tự. Để coi. Play dead hả? Giải chết hả? Trời ảo ma thật á. Wait for a chance for a boost up. Just talk up. Giải chết đi. Is Grigori? Is Grigori? No new one, Henry. He's dead. He's dead. Yes. He's dead. Ow. Thảo tiếng Anh luôn. Ow. Ủa fail luôn rồi hả? Thảo. Oh no. Oh no.
run. Chưa kịp chọn nữa. Run. Rồi thôi. Lại nè. Lại không sao. Mẹ hả bưởi. Ê. I'm impressed. Really I am. Gì hả? Ảo thật đó. Vô tù lại hả? This place seems familiar. Chỗ này nhìn quen quen. Ôi trời, ôi trời. Win chưa? Cái gì vậy? Là sao? Ok, rồi, biết rồi. Thấy cái câu này nãy giờ rồi đó. You've got two options, Henry. Là sao trời? Ủa là sao? Là sao trời? Làm sao trời? Nè, biết ông ấn tượng rồi, đâu cần nói nhiều vậy đâu. Không còn cái option khác hả? The hell? Á? À, đồ độc ác. Ủa? Là sao? Trời ơi. Ủa? What the hell? Ê, cái gì vậy trời? Nè. Mục đích đưa ra lựa chọn là gì á? Ủa? Mục đích đưa ra lựa chọn là gì vậy trời? Thế là không cần làm gì
á là quyết định đúng đắn nhất hả? Game này ảo ma quá à. Hoàn thành nhiệm vụ hả? Ok. Cái gì đây? Cái gì vậy? Ủa này là sao? Ủa này là cái gì vậy? Hả? Ê. Ê. Đỉnh chưa? Bủ bủ, bủ bủ thiệt. Bủ bủ là ma thiệt. Bản ending hả? Các ending còn lại phải không? Hiểu rồi. Làm lại các ending trước. Ủa không còn cái màn nào khác hả? Bây giờ chỉ còn chơi lại các ending cũ thôi hả? Ghép ending ra phần cuối hả? Là sao á? Là sao á? Giờ sao? Giờ sao á? Là sao vậy? Tính ra không nhìn thấy chữ launch luôn á. Thiểu năng rồi. Chơi xong game bị thiểu năng rồi. FBI xin vẽ donate 10 triệu. Đấy nó có nghe đâu trộm cắp là do lòng tham. Mà tham thì thâm. Không hề. Không hề. Đứa ra. Không hề. Not available. Ok. Yeah, ok. You know the rocket plan. Ok. Yeah, the one where we can just sit around. Ok. No. Okay. I see you then. Okay. đẹp vậy ta. Wow, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá nè. Rừng rậm Amazon. AK hả? Limbo. At the ding, 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 ding. Jump. Sweet homes. Oh my, ready? Stop. Okay. Hey, can you? Oh yeah, sure thing. Ê, cha này bị ngáo. Wait a minute. Cái game này ai cũng bị ngáo hết. Okay. Ảo thật đó. Who is that? Can we stop him, please? Con xe này được gọi là gì ta? Hồi đó ta cũng có leo lên, ta chạy thử rồi nè. Nó gọi là cái gì nhớ nhỉ? Với mất tên này. Chạy vòng 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 a scooter hả? Đúng rồi. Á? Mission fail? But it's so hot. Look, you're not allowed to change heads, alright? Now drop it. Là sao trời? Là sao trời? Hiroto, trời ơi, cái quần đùi gì hở ra hả? Ấy gì á? Ủa xí là sao, là khỏi chọn gì luôn hả? Ủa giờ sao trời? But it's so hot. Look, you're not allowed to change heads, alright? Now drop it. Get on my nerves on you. Ảo thật á. Là không cần chọn gì luôn. Ok. Ok. Ảo không? Ảo không? Ảo chưa? Ảo chưa? Ảo ma liền. Ảo ma liền. Oi chief, got a clear shot here. Got a clear shot here.
Go ahead. Eh? No. Hammer. Tại là hammer không? Eh? Sao trời? Sao ba cái búa luôn vậy? Hả? First try? Hả? Gì đây trời? Không dám tin vào mắt mình. Ok, vậy là cây búa còn lại. Ok. Go. Wow, mạnh dữ. À, búa đâu đi xuống. Ảo ma. Thấy mẹ rồi. Không sao, làm lại cuộc đời. Go, full speed luôn, go. Yeah. Sao complete gì kìa vậy? Giỡn mặt hả? Go nè, bắn nè. Chờ bắn đứt cọng dây để nó bay lên nè, ảo thiệt luôn á. Complete thiệt không? Chắc không? Thiệt chưa? Chắc nha. Một năm sau hả? Welcome. Stickman's Place Resort. Trời ơi, mở resort ngoài vũ trụ hả? And now work as crew members. The top bets that remained on Earth were arrested, as you know. Cái gì vậy trời? Lên mở hẳn khu nghỉ dưỡng ngoài vũ trụ hả? We may never know. You wouldn't be here if that happened. Enjoy your stay, okay? Ending SSR. Wow. Ngầu đó. Ok, để coi nào. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp đây? Không trên ba. Cái này là sao á? Chắc không phải giỡn á. He's riding straight up. Là sao? Ủa sao y chang hồi nãy mà? We'll take care of this. Là sao ta? Got a clear shot here. Yes, go ahead. Nữa hả? Ủa y chang mà. Chết rồi, déjà vu hả? Giờ chơi lại mấy phần trước để tìm ending mở khóa cho phần cuối. Chơi lại mấy phần trước là sao? Giờ đừng bấm gì hết hả? Là chơi lại mấy cái này đúng không?
giờ game này nhiều ending lắm. Mở thêm ending chơi từ màn 2 hả? Ok. Là cái này hả? Dược ngục phải không? Chơi màn 3. Là sao? Ok, chơi lại dược ngục nha. You're free to go. Ok, I know. Energy drink. Energy drink. Go. Oh. Rồi. Wow, mạnh dữ. Trên đầu đang có cái vết giật luôn kìa. Quăng thùng rác luôn hả? Ồ, vừa mạnh vừa tàn hình luôn hả? Ủa hay sao mấy người đã đứng im hết vậy? Trời, còn ăn bánh nữa chứ, thư thả quá ta. Ủa? Heart attack. Nè, chơi cái này giống ai là triệu phú nè. Gọi điện thoại về cho người thân. District court, courtroom number 4. Bạc. Ủa cái gì vậy? Sao lên tới tòa rồi? Okay. Gì trời? Ủa sao lên tới tòa rồi? Objection. So the defendant crawled into that bag in order to break into the bank. Is that correct? Is it not obvious? Is it not obvious? The defendant didn't hide himself in that bag. Okay. Well then. Ready? What are you waiting for? Oh, cái gì vậy? Ê, cái gì vậy trời? Là sao? Defendant hidden? Okay. Cái túi mà ta trốn vô hả? Ảo thiệt á. Nếu mà ở trỏng thì không tự cột bao lại được. Ảo thật á. What are you saying? Bố ơi. What? Nani? I was in the bag. He was unconscious. This is absurd. The witness was attempting to dispose of the body. Dispose the body. Left the defendant in the bag. Knowing he tried to leave the bag. Rồi xong. Làm vậy làm gì? Dispose the body, of course. The witness knew it would take a long time before the victim was. His victim woke up and tried to escape from his tomb. He was arrested on the spot. Phản biện căng cực. Nhức đầu. Bị đánh trúng tâm lý thì chịu hết nổi với thằng khùng. I find the defendant, Henry Stickmin. Not guilty. Ôi trời, có con trai nào đang ngồi ăn nữa kìa. Rình. Ơ, vậy là được một ending khác rồi hả? Yeah, phản biện rồi được thả ra khỏi tù cực căng luôn. Yeah, vô tội.
Bởi vì ta trong cái bao đó nên là không thể nào mà ta tự cột lại được. Hảo hảo phản biện, hảo hảo hảo. As the mayor, I hear Christine. Chết rồi, chưa kịp bấm luôn. Lại là hey cho ok. Rồi xong. Là sao? Ghê ta, VIP rolling. Trời. Trời, vậy cũng được nữa hả? Yeah, that's when I decided I should probably get a different job. I figured night guard would be much more interesting. Oh, trời. Crap. Ah, no, anh cảnh sát ơi, đừng. Chết rồi. No, wait. Từ từ. Ủa rồi không lấy cục kim cương hả? Không lẽ chơi cục đá? Ok. Ok. Hảo. Ô, chết rồi, chơi súng nhắm hả? Gì hả? Trời ơi, cái đồ ngu ngốc này. Quăng ra mà, quăng ra. What the hell? Ôi, ảo thật đó. Bubble mà tránh đạn được luôn hả? Ok, bong bóng tránh đạn, ok. You do not comply, I will be forced to fire upon you. Bribery is a federal offense, sir. Headshot. Headshot. Where I can see them. If you do not comply, I will be forced to fire upon you. Cũng chết. Hiroto GT Ấn Độ kiểu. Gì trời, đạp cục kim cương có rơi xuống. Hài quá. Tưởng gì là ngầu hả? Ôi là trời ơi, trang thằng bé này bó tay luôn. Tiếng game nhỏ quá hả? Well, Luke finally decided to wake up. You've been quite elusive. Alo, nghe chưa? Make it worth the catch. You'll be perfect for the job. Cannonball. Let's go. Hey, I've been looking at the numbers here. What do you think? Let's go. Yes. Let me have a look. Go, I'll hold them off. Come on, then. Lizard. cũng sai hả? Ok, lại. Twister.
còn lại cái ghế làm cái gì trời? À. Mạnh đó. Hảo, hảo, hảo rồi. Ok. Ồ, nghe đi, nghe đi. Plastic ball. Trong chiếc bánh nhựa mà mạnh dữ. Làm sao? Cái gì? Good choice nữa chứ. Cũng cũng chết hả? Ồ, không chết. Go. À, à, bắt đi, bắt lấy Snoop Dogg. Bắt lấy Snoop Dogg. Go. Go. Ê, chết rồi, chưa kịp. Go. Bắt lấy Snoop Dogg. Go. Go. Beans. Ê, cái gì vậy? À, ê, cái con người quen. Này đi, ok. Trời, còng cành dữ trời. Lại. Ok. Bắt bị trùng nha. Yo-yo hay là Yo-yo. Yo-yo. Hey. Ở đây có ai chơi yo-yo không ta? Hồi đó ta cũng từng chơi yo-yo rồi đó. À, thấy mấy người chơi yo-yo kêu có skill dắt chó đi dạo gì á, phải không? Nhưng mà ta chơi không được. Cái nào giờ? Cái này là cái gì đó? Cái gì vậy? Ở đây sao trời? Defeat! Harry lost the battle. Good defeat. Yo-yo nè, thấy chưa? Đã bảo là yo-yo với cho-cho cái gì? Mấy người coi phim quá 180 phút rồi đó. Yo-yo, ok. It's yo-yo. Nè, thấy không? Yo-yo nè, nhìn kỹ đi. Yo-yo, ok. Không phải là cho-cho. Coi phim cho lắm vô. Nè, ta cũng từng chơi yo-yo á. Nhưng mà ta không biết chơi. Tất cả những gì ta làm đó là quăng cục yo-yo xuống xong rồi hất lên trời xong hết. Ok, chúng ta sẽ đổi. Fine. Please. Tones. Magic. Ờ, trời ơi, tụng kinh nữa chứ. Gì đây, Harry Potter hả? Coi luôn. Chơi vô lại. Good. Yeah, you won. Ah, okay. Gì vậy trời? Dead book. Okay, go. Ha? Ha? Hell. Okay. Wow, nice, thông minh lắm. Được, cuối cùng cũng thấy chịu sai não rồi. À, Snoop Dogg bị bắt rồi. Ngươi đã bị bắt, ngươi đã nằm trong tay ta. I surrender the airship to you. Tốt lắm, Henry. Gì vậy? Đừng nói không tính quay lại nha má. Trời, cái gì vậy trời? Enjoy me. Cái này
này được nè. Ê. Ê. You think they're all right? Pretty big fall. Really big fall. I'm sure Henry had a plan. Oh. Chắc chắn là Henry đã có kế hoạch rồi. What is... Oh my god. Oh my god. Henry đã phản bội tổ chức. Oh no. Ngầu quá. À, gì chứ, phản bội tổ chức là nghề của ta. Giống trong mấy phim à. Điệp viên rồi mật vụ đó à. Cuối cùng chúng ta cũng phải phản bội tổ chức thôi ha. Ây da, thường là những tổ chức không tốt thì chúng ta phải phản bội và tìm một tổ chức khác hoặc là tự mình cầm đầu một tổ chức nào đó chứ, đúng không? Ây da, ha ha. Thảo bì trai. Phản bội tổ chức là nghề của ta rồi, dễ thôi. Rồi. Rồi trước chúng ta chọn nào á? Playtest là không được rồi nè. À, chúng ta chọn cái này. Để bây giờ chúng ta sẽ chờ người vận chuyển nha. Alright, let's go. Have a good time. Chờ được đẩy vô tù hả? À. Ok. Ok. Coi. Cái gì? Laser plant cookie eat me. Ê, cái này có phải là cái bánh eat me ở trong Alice in Wonderland không? Là ăn vô chúng ta sẽ biến thật to hoặc là thật nhỏ để ăn bánh thử nha. Eat me. Nhầm. Nhầm 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 nhầm. Đúng rồi. Ê. Ê, tôi đã bị lừa. Ok, lại. Ok. Gì vậy trời? Ahoy. 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 Ôi là trời. Cái này thì sao? Còn cái này. Ừ, cái này chắc chắn được nè. Go go go. Rồi rồi rồi. Ok. Let's go. Để chúng ông nào ở dưới. Ahoy. Missing ending from. Gọi là sao? Cái gì trời? Ôi nhà xem. Cái gì á? Chà tôi mất đó. Henry, where are you? In the complex. Yes, of course. So we'll be right there. We'll be right there. I'll let you know when we're close. Một tiếng sau. Where exactly are you? Where exactly are you? Cafeteria. The cafeteria. Okay. Yes, there you are. Yes, there you are. Alright, how do you want to do this? Cái này hả giờ ta? Ê, cái này sao nghe như tiếng mở nắp lon nước ngọt á, đúng không? Thank you.
Lucas hả? Producer, producer. Cho DJ một chàng có tay nè, cho DJ một chàng có tay. Become the leader of the Tuppet clan again. I just wanted to look you in the eyes as I took it all back. Goodbye. No! No! The betrayed? Ah! Phải gặp quả táo nhãn lồng nữa. Ai dạ. Yeah. It's a go. Let's go. Trời. À, hồi nãy bị rơi xuống sông phải không? Đừng nói sống lại nha. Chị gái bác sĩ. I was able to bring you back to life. Bring you back to life. I was forced to replace my left arm. Beyond repairing. Okay. You had run in with Topet clan, da. Chị gái này người Nga hả? You see your stupid link. Nhân tố tóc vàng. They went south. Chị gái bác sĩ. About 10 hours ago. 10 tiếng trước hả? Wow, you're learning so quickly. Học nhanh đó cưng. Good luck. Bad luck.
Good luck. Bad luck. Đồ phản bội, chết chắc mì. Ngươi sẽ bị tiêu diệt. Chết nè con. Quả táo tới đây, quả táo tới đây. Sao bắt chước he 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 của người ta? No. He he he. Time to finish you off. Time to finish you off. Finish him. No, 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 no. Oh my god. Ê, cái này có hơi bạo lực á. Máu mèo quá, máu mèo quá. Yeah. Oh my god. Đừng có nói con mắt hồi lại nha. Yeah. This one. Let's bomb. Come back in. Hey. Ghê chưa? Ghê chưa? Đừng nói quay ngược lại nha. Cha mẹ ơi, đúng luôn hả? À. Tính ra đáng cũng đúng quá. Yeah. Big blast! Go! Boom! Eh? Defeat it! No, we're losing altitude. I gotta get out of here. What are you going to do? So that's it then. You're just gonna leave me here to go down with the ship? The hell? Looks like we'll be sharing this last ride together. Coi ra sao? À? Well, you got us. You got us. Was it worth it? Was what? Worth what? Eh? Way! Yay! Dung dung bang 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 bang. Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Ghê chưa. Ghê chưa, ghê liền. Ha ha ha, nè nè. Đây là sức mạnh và tài năng của một vị thần đó. Hi 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 hi. Tí thì xem chơi chơi. À, cái game này có cả chơi chơi nữa hả? Khoan, nãy giờ chưa uống miếng nước nào hết. Chờ, chờ tao một xíu nha. Bạn là nhất. Bạn là nhất. Ok, Yuka là nhất. Gia bảo game sửa thiểu năng sẽ dẫn đến thành công. Thành công. Đúng, chỉ cần thiểu năng. Châm ngôn mới. Hãy sống thiểu năng, bạn nhất định sẽ thành công. Yuka. Nhà hiền triết Yuka. Hãy sống thiểu năng, bạn nhất định sẽ thành công. ASMR uống nước. Mắc cười quá.
Ok. Và Yuka đã quay trở lại với lại màn hình trò chuyện cùng các người đẹp. Để coi không biết ở đây hello Kuka vô trễ hả? À, mới chơi game xong rồi nhưng mà không sao, chúng ta hãy ngồi xuống đây cùng nhau đàm đạo nào. Thì à chờ xíu. Rồi à, không biết hôm bữa à, gì ta Hololive Gen 2 debut có ai coi không ta? Hôm đó là ta có coi cùng với lại chị quản lý. Thì không biết cái người đẹp thích ai ta? Thì cái người đẹp thích ai ta? Ta có coi của ta bị trễ like của Sana. Ta bắt đầu coi từ Crony cho tới Hakos hả? Đúng ta hay B gì á? B, ừ B. Thì à đâu, ta bắt đầu coi từ Fauna chứ nhở. Thì ta có vô coi lại Sana. Thì ta thấy Sana rất là hài. Đúng kiểu chúa tể hài hước luôn. Rồi xong rồi sau đó ta bắt đầu coi từ Fauna đúng không? Lucas có ông nào để ý là già Hololive Gen 2 toàn boy boy không? Đẹp mà. Thì Fauna lúc mà ra tạo hình của Fauna thì tôi thấy sao ta gọi là nhân vật rất là xinh. Và lúc mà nghe được giọng Fauna thì nghe sao. Quá là cute. Rồi xong rồi sau đó tiếp theo ta coi tới Crony. Thì giọng Crony rất là ngầu, nghe giống như là lúc mà nói tiếng Hàn á, nghe giống như mà mấy cái quảng cáo mà đồ ăn thức uống đồ trên show Hàn Quốc á, nghe chàng CF nhở. Nhưng mà với lại nhạc của Crony, cái mấy cái intro outro cũng hay. Còn xong rồi sau đó tới vợ ta. Mười mấy. Vợ ta. Yay! Mười mấy xem. Mười mấy là vợ ta rồi nha. Cái người hết, cái người biết cửa rồi, mười mấy là của ta rồi. Ha, lúc mà ta coi mưa mây thì bắt đầu lên cái lát đinh xin á, chứ lại bị giật nữa rồi. Bắt đầu lên cái lát đinh xin á là ta đã thấy một sự rất là ghi thơ dễ thương. Do cái hình em lát đinh cái đầu dễ thương thì sự nên là ta đã quyết định đi đến Twitter của mưa mây sân lân la làm quen đồ. Nhưng mà không thể tin được, ta cứ tưởng là sẽ chỉ ta biết thôi. Nhưng mà rồi sau đó ta ngủ giống vậy, cả thế giới đều biết. Bị phát hiện. Nhưng mà biết sao giờ. Thôi thì mà lỡ phóng lao thì theo lao, nên là lỡ phát hiện rồi thì thôi chứ sao giờ. Nhưng mà ta đã mong chờ được nghe Mưa Mây hát. Nhưng mà không ngờ là chỉ có một clip mà Mưa Mây thu sẵn thôi, chứ không có hát trực tiếp. Nên là cũng hơi buồn. Ta có tưởng là được nghe Mưa Mây hát cơ. Tại vì cái người đẹp biết mà ta đó là đam mê âm nhạc. Mip No Crony Best hả? By the way, em sủi đây. Bye bye chồng hả? Ok, thì nói chung là cũng tùy mỗi người thôi. Ai thích ai thì thích gì đó thôi. Thì nói chung là ta cũng rất là thích Crony. Nhưng mà mưa mây là vợ ta. Simon Ghost hôm qua thấy thần thỏ dí cái gì đó ta? Từ từ để ta bật vô đọc lại. Hôm qua thấy thần thỏ đi yêu ai đó trên Twitter, khiến cho cái vợ bị cắm sừng.
Không phải nha, không phải bị cấm sừng đâu nha. Tuyển thêm người thôi. Ta nói rồi mà, càng đông càng vui, đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Càng đông càng vui. Nè, không, chúng ta phải hòa thuận và yêu thương nhau chứ. Nhớ. Nhớ. Biết đâu mày mốt Mưa May đồng ý làm vợ ta thì sao? À không, Mưa May đã là vợ ta rồi, chấm hết. À, không có gì có thể thay đổi điều đó. Mưa May chính là vợ của ta. Để coi. Lucas, anh em nào theo Fauna và Crony stream sau liên hệ, tôi cho lên TV. Kìa, chớp lấy kèo liền, chớp lấy kèo liền. Bắt kèo liền, nhanh liền, nhanh liền, nhanh liền. Gì kênh chát đã căng á. Nhà là phải có nóc. Thật ra là công khai. Hơn 20 con vợ rồi, không theo ai nữa. Chồng thay đổi rồi, ế đâu có đâu. Đâu có đâu, ta vẫn ta vẫn yêu các vợ mà. Sao á? Vị trí của cái vợ mãi mãi ở trong trái tim của Yuka, ok. Cái vợ mãi mãi ở trong trái tim của Yuka. Không có phản bội nha, không có phản bội nha. Vẫn yêu, vẫn yêu, ok. Vẫn yêu. Dạ, có đâu. Sao? Nè, khoan, các người đẹp phải suy nghĩ đi. Thí dụ mà Mưa May làm vợ ta đúng không? Là các người đẹp cũng sẽ được chơi với Mưa May á. Không phải là kèo này quá lời sao? Gọi là chị em tình thương mến thương ghé. Sao? Hợp lý mà. Hợp lý. Suga yêu thật không nè? Tất nhiên rồi, yêu thiệt mà. Không phải giỡn đâu, yêu thiệt á nha. Mặc uy tín luôn. Uy tín. Nè, nhìn đi, mặc uy tín luôn. Thấy chưa? Nè, nè. À, uy tín liền, uy tín liền. Thấy chưa? Thấy chưa? Nhà tôi ba đời uy tín. Không phải lý do lý cháu nha, uy tín thiệt. Uy tín thiệt. Ừ. À, à, à. À. Đó, uy tín nha, uy tín nha ha. À, tính nha. Ok, ok. Bỏ chồng theo Granny không được. Không được, không được. Ví dụ mà cái vợ có nạp thêm được người nữa vô á, mà dẫn được người ta vô tới trong đây thì ok, ta sẽ chấp nhận. Còn không thì no. Không được. Không được. Muốn có ai khác thì phải dẫn vô được trong đây, ok, dẫn vô tới trong đây comment đó thì ok, tới lúc đó thì ta sẽ chấp thuận việc này, còn không thì thôi chịu vậy. Ê, nhưng mà ta hỏi cái này nha, giữa cái vợ với nhau thì cái vợ có yêu nhau không vậy? Không lẽ chỉ yêu mình ta thôi, các vợ cũng phải yêu nhau chứ, phải tình thương mến thương chứ, đúng không? Không hết. Oh no, oh no, oh no, phải yêu thương nhau chứ. Tại sao? Oh no, thôi xong rồi, thôi rồi, thôi rồi. Ha. Lucas, sáng Crony tối Yuka vậy. Ế. Nè. Nè. Crony, Crony đâu phải là chồng của các người đẹp đâu. Chỉ là kiểu như là một idol đúng không? Còn ta là chồng của các người đẹp mà. Đúng chưa? Đâu thể nào mà bỏ chồng được đâu, đúng không? Không chung thủy rồi, luôn có sự cạnh tranh. Ờ. Vậy yêu nhau đi, yêu nhau đi. Nào nào nào, yêu nhau đi. Biết đâu một ngày nào đó tất cả các vợ sẽ cưới nhau.
Dragon Ghost. 28/8 my stream PUBG new stay alpha testing. Hỗ trợ cho mượn tài khoản alpha test có hai cái cộng gánh team luôn. Yêu cầu trong stream phải kill được địch bằng AKM scope 6 hoặc MK14 scope 8. Tại sao lại là Mai nhỉ? Ê, hình như hơi lộn rồi phải không? Ê, rồi. Ê, có tỉnh táo không? Ê, alo, có tỉnh táo không? Có tỉnh táo không? Miguten, hello vợ Miguten. À, quên nữa. À, xin giới thiệu với lại tất cả các người đẹp, ta còn có một người vợ mới nữa, đó chính là Miguten. À, các người đẹp hãy cho một tràng pháo tay chào mừng người vợ mới nào. Ngoài Mưa Mây ra, ta còn có thêm cả Miguten nữa. À. Yeah. Đỉnh không, đỉnh không? Chỉ trong một ngày thôi mà ta đã có hai người vợ mới rồi. Thì nói chung là ngày hôm qua ta đã cảm thấy rất là hạnh phúc. Tại vì chỉ một ngày thôi mà ta đã có thêm được hai người vợ mới. Và ta là những người vợ xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu và tuyệt vời không ạ? Trên thế gian này không ai hạnh phúc bằng ta cả. Tuyệt vời. Tuyệt vời quá. Nào, cũng là vợ với nhau hết cả thôi, phải yêu thương nhau chứ đúng không? Kìa, dám từ chối Miguta không? Trời ơi, nè, dám nói không yêu Miguta đâu hả? Hả? Phải yêu thương nhau chứ, đúng chưa? Gì lăng nhăng cái gì á? Sai rồi. Phải yêu thương nhau, phải yêu thương, tình thương, mến thương. Trời là đồ tồi. Gì vậy trời? Yêu thương thôi mà, chứ ai bắt cái người đẹp yêu nhau đâu. Yêu thương nha, chứ không phải là yêu đương. Là yêu quý và trân trọng nhau á. Không có chia tay gì hết. Cái người đã làm đám cưới với ta rồi, ta còn trao hẳn cái nhẫn nắp long bi nữa. Cái người cũng đã nhận nhẫn rồi, làm sao mà đòi chia tay được hả? Mọi thứ đã đâu vào đấy hết rồi, còn chuẩn bị đi tuần trăng mật nữa nè. Ta sẽ dẫn cái người đẹp đi tuần trăng mật 2 ngày lận á. Như hồi nãy nè, hồi nãy vừa mới đi tuần trăng mật xong nè, còn một đợt đi tuần trăng mật nữa thì các người đẹp nhớ đón chờ nha. Đảm bảo rất là hấp dẫn. Ta sẽ dẫn các người đẹp đi tuần trăng mật. Nè, bây giờ ai mà đòi ly dị đi hôn trả nhẫn đồ là bị hố mất cái kèo đi tuần trăng mật nha. Nha, hố mất cái kèo đi tuần trăng mật nha. Uổng lắm á, uổng lắm á. Simon, ám chỉ pro đó. Không coi Yuka là chồng, coi là hảo hán thôi hả? Xấy súng MK14 có 8 full auto. Tưởng 28/8 là ngày mai nên nhầm. Xí nhưng mà Yuka đâu có stream PUBG đâu. Ê, cái gì á? Ủa, Yuka đâu có stream PUBG đâu. Ủa là sao ta? Alo, đừng có kêu là pro coi. Nè, phải gọi một tiếng chồng đi. Nè, phát âm nè. Ôn ngờ ông, chờ ông trong huyền chồng. Gọi một tiếng chồng đi. Không có hảo hán nào ở đây hết trơn á. Không có một gì hảo hán nào ở đây hết trơn á. Gọi một tiếng chồng đi. Gọi một tiếng chồng đi. Mọi bạn, come on baby. Lucas, chồng mà không giữ là lại ông ăn chả bà ăn nem bây giờ đấy. Đang giữ nè. Thôi, nói chung là cái này cũng phải hỏi trái tim của các người đẹp nữa. Bây giờ mà ta cố gắng níu kéo mà các người đẹp không hề yêu ta.
Tao đau lòng lắm. Học tiếng chồng kêu. Bằng trăng nhỏ, tuần trăng mật hả? Ngày nào mà chả là tuần trăng mật. Wow, thì hả, ngày nào cũng là tuần trăng mật luôn hả? Ok, vậy là ta đã biết là mặt trăng nhỏ, người vợ của ta rất là yêu thương ta, nên đối với mặt trăng nhỏ ngày nào cũng là tuần trăng mật cả. Tuyệt vời lắm mặt trăng nhỏ à. Ta rất là hạnh phúc, thật là hãnh diện khi có một người vợ tuyệt vời như thế này. Gia Bảo chào chồng. Ế á á á, no, ô ngon, chờ ông trong huyền chồng, không phải chồng là cái gì? Trồng cái chuối hả? Sai rồi Gia Bảo à. Sao rồi nè, lại nè. Ô ngờ ông chờ ông châu huyền chồng. Chờ chó. Không phải là chồng mà trồng cây rồi trồng cái chuối đâu nha. Simon Ghost. Gì đây? Không, chúng ta chỉ là hảo hán mất cỡ chồng. Rip and tip. No! We're a couple. No, hảo hán, no. Không có brother gì ở đây hết nha. Ok, chúng ta chỉ có wife zone thôi. Ok. Nè, lại nè, cả Gia Bảo và cả Simon. Ok, chuẩn bị nghe phát âm nè. Ơn ngờ ông, chờ ông châu huyền chồng. Được chưa? Hả chưa? Nó dễ mà, chữ chồng đọc dễ mà. À, ơn ngờ ông, chờ ông châu huyền chồng. Ok, deal. Mặt trăng nhỏ, tuần trăng mật thì vui đấy, nhưng uống soju là ra sofa ngủ nhé chồng. No. Cũng bởi vì đã biết trước tình cảnh này, nên là tất cả những chiếc sofa đều bị tao quăng ra sạch rác hết rồi. Nên là làm gì còn sofa đâu mà ra ngủ ha. Tao thích nằm đâu tao nằm. Soju is the best. Uống rượu không? Ai uống soju không? Là một miếng. Cạn chai. You must ready. Uống xong thấy sảng khoái hẳn ra. Thuốc chai. À đúng rồi. À, cái người đẹp hôm nay có thấy cái gì khác không? Nghe giọng của ta rất là khác đúng không? Ta vừa đổi một cái mic khác, nên là đầu giờ nó có hơi bị trục trặc do nó không nhận được tín hiệu á. Nhưng mà đến lúc nhận rồi thì thấy sao? Siêu smooth. Nghe rất là rõ đúng không? Hồi nãy tao uống nước cái người đẹp còn nghe luôn à. Nè, nghe thử ASMR uống nước nha. hết nước giữa chừng, thấy lại hết bắn pháo hoa nữa đúng không? Nguyên một ngày hôm nay không còn bắn pháo hoa.
Kiếm bích pháo hoa đó, tao nghĩ là khi nào mà năm mới tới, tao sẽ đem ra hát bài Happy New Year để mừng năm mới với cái gì đẹp, như kiểu đồng hồ điểm 12 giờ cái Happy New Year, Happy New Year, may we all. Được chưa? Đó, hôm nay không còn tình trạng nổ pháo hoa và cũng không có mất mít nữa đúng không? Nè, không ai nhận ra là nguyên một buổi live hôm nay ta không bị mất mít nữa hả? Hồi nãy còn có người kêu là sao hôm nay nghe giọng khác quá, thì là tại vì cái mít bắt vô nó khác nha. Mít này à, đố biết ta lấy cái mít này ở đâu á. Con nghiện á là không có nghiện nha, uống giải trí thôi chứ hay lại nghiện rượu chè bao giờ nhờ. Bê tha quá, mang tiếng là chồng mà lại nghiện ngập rượu chè, đâu có được, đâu có được. Không nhận ra luôn. Á à, đúng rồi, ngồi coi cái con game thiểu năng đó tập trung quá nên không nhận ra luôn đúng không? Uống Yuka đi nè, Coca. Là sao trời? Uống Coca đi nè, Yuka chứ. Sao lại uống Yuka đi nè, Coca? À, Yuka mới qua nhà Phương cướp mất. Đừng mà, cố mẹ vĩ đại. Chị đừng khai rang như vậy chứ chị gấu mẹ vĩ đại. Không có, cái này ta búng ra. Không phải liên cướp trộm nha, ta búng tay ra nè. À, nhưng mà mặt trăng nhỏ à. Uống Coca đi nè, Yuka chứ tại sao lại là uống Yuka đi nè, Coca. Hư quá, các vợ của ta càng ngày càng hư rồi. Hey, quá là buồn. Thần hóa người que đi ăn cướp. Không có, không phải, không có ăn cướp, tự búng ra mà. Boom. Lucas, mặt trăng nhỏ kiểu Nobita này trông giống chi. Hình như mặt trăng nhỏ đang say ke hay gì á. Trong cơn phê em là người không tỉnh. Ôi, wake up, wake up, it's time to wake up. Thiệt luôn á, Nobita này trông giống chi. Uống nhiều ca đi nè, Coca. Cười chết. Đừng chơi cỏ nữa nha. Làm ca đêm mệt mỏi lắm mà còn chơi cỏ nữa thì thôi rồi luôn. Đời hư áo đưa em vào cơn mê. Nước suối cho tỉnh nè, Kami uống không hả? Nước suối hả? Không. À, Kami đang uống nước chanh rồi. Không không, không muốn uống nước suối đâu. Đời hư áo đưa em vào cơn mê. Ở đây mà bật đèn nhấp nháy nhấp nháy nhấp nháy được là ta nhảy, ta quẩy cho các người đẹp coi. À. Ok. Để à. Để ta đọc donate tiếp nè. Mặt trăng nhỏ, tử lượng tôi kém lắm, chồng uống soju tôi không chung vui được. Thì chồng uống soju, còn mặt trăng nhỏ uống coca. Coca chứ không phải Yuka nha. Đơn giản mà. Thì ai uống được cái gì thì uống cái đó thôi. Mạnh ai nấy uống nhờ, chỉ cần cùng ngồi vô nhậu với nhau là được rồi. Ok.
Guy. TNM, khi tôi nhận ra mình cho các bạn lên TV mà bị người khác bảo là sim. Đúng rồi, thật ra thì ta nghĩ là cái người đẹp không nên kêu ai đó sim đâu. Bởi vì mỗi khi mà có ai mà vô kênh chat comment cái gì đó mà cái người đẹp kêu sim á, ta cảm thấy quê lắm. Kiểu là người ta chỉ ghé vô coi thôi mà ở dưới comment toàn là sim rồi ai dám ngồi lại coi nữa. Đừng kêu người khác sim nữa nha, trời ơi. Quê lắm luôn á. Với lại phải nghĩ cho cảm xúc của người khác nữa, người ta chỉ là vô coi thôi mà. Nói vậy người ta sẽ khó chịu lắm, người ta sẽ kiểu à, cái kênh này bị khùng hả trời, không bao giờ vô nữa. Rồi xong. Rồi xong, tới công chuyện luôn, rồi xong. Nên là mai mốt thấy có ai vô thì cũng đừng kêu người ta sim nha chứ, nhớ nha. Ok. Để coi cái nào chưa đọc ta. Ta đang kiếm cái nào ta chưa đọc nè. Cái này đọc rồi, cái này cũng đọc rồi luôn. Em anh bảo game thiểu năng quá. Thật ra thì game không thiểu năng đâu. Đó là cấu tạo não của loài người. Là một con người bình thường thì sẽ có cấu tạo não giống như anh Henry. Còn cái người đẹp mà thấy nó thiểu năng thì chứng tỏ là không chừng cái người đẹp mới là thiểu năng á. Plot twist. À, plot twist. Ok. Để coi. Rồi hơi quay lại. Nào, em chúc Yuka và các anh em ngủ ngon, em sủi stream đây. À, cái này là khúc đang chơi game mà đã đòi đi sủi rồi đúng không? Đành tạm biệt thôi. Người ta đâu có yêu gì, có thương gì mình. Cảm ơn em nè. Ok. Gia Bảo, em một lòng chung thủy với chồng. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Nice lắm. Nice. Nice. Đúng là vợ Gia Bảo của ta. Thật tuyệt vời. Ôi. Bỗng nhiên cảm thấy yêu vợ quá. Cảm ơn Gia Bảo nha. Thật tuyệt vời khi vẫn còn những người vợ chung thủy. Coi. Nè, cái này là Crony với lại Fauna. Hình như hồi nãy nói rồi nè đúng không? Rồi. Gia Bảo, giờ thì tình đã phai, em đâu rồi, người về với ai? Gì vậy? Nè, không có. Nè, ta vẫn yêu các vợ mà. Gì tình đã phai, không có. Tình vẫn rực cháy như ngày đầu tiên nhá. Tình vẫn rực cháy. Ok. Tình vẫn rực cháy mà. Có. Gì đây ta. Ok. Nè.
See, chúng ta vẫn là vợ chồng. Ok. Chỉ là thêm một người vợ thôi mà. Ok. Ok. Vẫn là tình yêu ấy. Ok. Không có gì thay đổi cả. Trái tim của ta vẫn dành cho cái ngày đẹp, vẫn y như ngày đầu. Ok. Nem, cái con vợ cứ tranh chồng của tôi thì sao yêu thương được? Có đâu. Không ai tranh đâu nha. Nha nè. Cứ tiếp tục yêu thương nhau đi. Không ai tranh với ai hết, đúng không? Tất cả đều bằng nhau hết này đó. Mỗi người đều một phần. Đó, mỗi người đều có một phần, không cần phải tranh giành, không cần phải quýnh nhau sức đầu mẻ chán, máu đổ đầu rơi. Ok. Em yêu chồng, ok, chồng cũng yêu Kake nha. Bếp trưởng khoa, xin lỗi Yuka, tôi yêu kênh chat. Ban. Ban. Yuka, 9 cộng 8 bằng 17. Dạ. Đúng không? Goodbye. Ok. Để coi. Giá bảo trời trong trời chó. No. Chờ CH trong trời chó chứ không phải trời trong trời. Con chó là con gì hả? Hả Gia Bảo năm nay học lớp mấy rồi? Hả? Tiếng gì kiểu gì đây? Ngữ pháp nào? Ai cho ai chỉ con chó nào mà ghi thành con chó đây? Hả? No, con chó. Ok, không phải con chó. Ok. Ok Gia Bảo. Chớ là kiểu này là phải học lại mầm non đó. Lớp lá, đúng chưa? Lớp lá là đã học rồi. Rồi, không lẽ Gia Bảo mới học lớp lá hả? Ta có một người vợ mới học lớp lá thôi hả? Oh no. Oh no. Oh no. Bất ngờ quá. Ồ, sốc quá. Chết rồi. FBI, open the door. Không sao, ta làm chuyện phi pháp nhưng mà làm trong bí mật, không ai biết hết trơn á. Không có FBI nào biết không. Ta là thần mà, ta còn ẩn thân được nữa cơ. Ghê không? Ok. Giá bảo em sủa nha. Trọng ả. Hôm nay hơi mệt, phải yêu trọng ả. No. Không phải chồng đã là chồng mà. Ok, nói chung là sủi thì sủi thôi. Nói chung nếu mà vợ mệt thì cứ nghỉ ngơi cho thật tốt rồi hôm sau chúng ta gặp lại. Miễn giảng mà. Nhưng mà chồng. Ok. Chồng. Chồng is chồng. Ok. 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 Chồng. Đi coi. Sói. Yuka không thua âm bài Crossing Field tiếng Việt vừa trước nữa à? Có mà. Đang ngồi bên bức tường. Đời đang mưa mà anh nghĩ gì? Anh đưa kiếm đàn. Đó, cũng nói chung là cũng đang đang chuẩn bị ghi nha, chứ không có sủi bài Crossing Field tiếng Việt đâu. Cứ từ từ bình tĩnh. Cứ từ từ bình tĩnh. Tại vì nói chung là ta cũng có khá là nhiều thứ còn phải thu âm á. Thế là cứ từ từ nha, cứ bình tĩnh, chuyện nó còn cách đó. Ok.
Yuka stick mean và những tình huống quên não. Mặt trăng nhỏ, mấy vợ cứ nói Yuka bắt cá nhiều tay như mean anime isekai. Vừa ra đến cửa xách về một bé, chỉ tiếc là mặt trăng tôi chỉ có một mà thôi. Thí dụ mà có nhiều mặt trăng thì chắc cũng xách như mặt trăng vậy. giỡn thôi, đùa là đùa nha, đừng căng nha. Cái vợ cứ ngồi im đấy nha, từ từ để ta uống miếng nước cái đã. Đau lưng quá. Đau lưng quá. Để uống miếng nước cái đã nha. Rồi thì sau đây hình như ta bị lag. Ok, sau đây để nè bình tĩnh để ta test mic. Ủa cái gì vậy ta, sao máy bị lag vậy ta? Gì hả? Alo, test mic thôi mà. Alo, rồi, test mic xong rồi, tắt. Test mic xong rồi, tắt. Ha ha ha!
Desmond xong rồi tắt. Oh, sự chú ý của ta lại pha phải vào ánh mắt của chàng, sự vùng lên trong tim ta như một đống lửa vàng. À cool, định hình vẫn 5 giây. Nhìn anh bên ngoài có lẽ anh đứt với tấm hình đăng face. Ai, ăn ăn tối chứ nhờ, nếu rồi thì làm một ly. Em chỉ muốn cười mở hơn, đừng lo mình sẽ dại dột đi. Anh là chàng trai tốt, phải nói với anh bằng những lời hay ho. Được ngồi cùng anh khiến em cảm thấy mình cũng rất gì và này nọ. Anh đang thơ mê nằm bằng nụ cười thật xinh. Cho em cảm giác này, em là người đầu tiên ngồi đây uống ly whisky này nhưng lại xanh là chính. Em nói thật đi, không dám đùa đâu, anh đừng nghĩ đó là thính. À, từ giờ đồng hồ chậm trôi mà chả một ai thèm quan tâm đến. Ly này ly khác và xe chưa trai hay ta mới chỉ hơi chóng. Em vừa thụt đen được dậy. Ok, nói chung là test mic không ạ? Ừ, tới đó rồi. À. Ok, rồi, cảm ơn tất cả các người đẹp đã đến đây coi Yuka chơi game ngày hôm nay. Mặt trăng nhỏ, mấy thím có thấy hành tinh đằng sau Yuka không? Mặt trăng đấy. Ảo thật đó, ok. Ừ, coi như, cứ coi đó là mặt trăng đi ha, mặt trăng nhỏ. Cảm ơn mặt trăng nhỏ nha, ok. Thì cảm ơn tất người đẹp đã đến đây hôm nay coi Yuka chơi game và coi Yuka test mic. Rồi, sau đây là màn quảnh tư xì huyền thoại. Để dịp chai rượu vô chứ không, người ta lại kêu là thần gì mà đổ đốn quá. Ok, chuẩn bị chưa? Hai ba, quán từ xì ra cái gì ra cái này. Ta, hôm nay tôi ra cái búa. Cảm ơn các ngày đẹp đã chơi quán từ xì cùng ta nha. Rồi ok. Thấy sao, mít xịn đúng không? Hết lập bộp. Cái này là ngoài dự đoán. Karaoke phát sinh. Ôi là trời, ta hát cái gì á? Hát cái gì vậy trời? Đừng ai cắt ra nha, năn nỉ. Đừng ai cắt ra nha. Cái này chỉ là bí mật của những ai mà tới xem stream thôi, ok? Đây sẽ là bí mật của chúng ta. Đừng ai cắt ra nha. Đây chỉ là bí mật thôi, ok? Đừng ai cắt ra nha, ok? Đây là bí mật giữa chúng ta thôi, chỉ chúng ta biết thôi. Ok. Hơi thở của tình yêu mãnh liệt. Thức thứ 5. Nụ hôn đầy chân thành. Simon, đọc donate trước của tôi đi. À, từ lúc chồng cắm sừng thì tôi mất niềm tin rồi. Muốn lấy niềm tin của người vợ này, làm theo yêu cầu từ các donate trước, khuyến khích nâng lên coi i5 10100F cập nhật driver. Là gì không hiểu gì hết trơn. Không hiểu gì hết trơn à. Tại sao lại phải làm? Ê, nâng lên là sao? Đưa tiền đấy. Nâng lên là sao? Nâng lên là phải mua hả? Đưa tiền đấy. Đưa tiền đây, ngon này, đưa tiền đấy. Nè, bây giờ đang dịch đâu có đi ra dây chai lượng được đâu. Bây giờ sao mà nói chứ, bây giờ có tiền cũng đâu có mua được đâu.
nè, à, tao không có tiền đâu, xin lỗi nha, tao không có tiền đâu. Con mít tao còn phải đi ăn cướp ăn trộm nữa thì làm sao mà có tiền mua cái khác hả? Làm sao mà có tiền mua cái khác à? Tao đâu có tiền đâu, quá đáng quá. Nên tự nhận đi ăn cướp hả? Ủa, chết rồi. Đâu? Búng tay mà, búng tay. Không có. Lại, lộn thôi. Nè, tại là bị rối quá nên mới lộn thôi. Chứ thật ra là búng tay nha. Không phải đi ăn trộm ăn cướp. Ai lại đi ăn trộm ăn cướp bây giờ? Đi lượm ve chai thôi, ai bỏ thì lấy về, chứ không có đi ăn trộm. Nè, nhìn đi, đang dịch mà, đâu có qua ăn trộm ăn cướp gì được đâu, đúng không? Không có thú tội gì hết trơn á. Nè, ta có bằng chứng. Thấy chưa? Đó, nhìn thấy tay tao không? Ừ. Có lẽ là các người đẹp chưa biết thì bao nhiêu quyền năng của ta đều nằm trọn hết á. Tao muốn làm gì cũng được. Ok. 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 I'm God. Goddess. Uy tín mà, uy tín mà nè. Đó, búng tay cái là ra liền. Ok rồi. Thì chúc cái ngày đẹp ngủ ngon nha. Yasmina. Bye bye. Hẹn gặp lại. Chào thân ái và quyết thắng. Chào thân ái và quyết thắng. Bye bye. Bye bye. Bye bye.